Hello tất cả đám nha và chào Monrodo quay trở lại với channel của mình là Bisugu đây. Và chào Monrodo quay trở lại với cái series mà Bisugu chơi đối chơi trong lý mùa sẽ chấm năm nào. Thì cái trận này nha đám ơi, hiện tại là mình đang có chỗ thua 5 trận liên tục với Ngọ Binh rồi nha. Tại vì lúc đầu game mình có một cái lỗi khổng lồ hóa nên mình thua 5 trận mà còn toàn là 105 máu luôn á mọi người à. Đó, giả bộ lúc đầu game anh em mới về đúng không, là tính được 100 máu mà mình thua 5 trận rồi nha. Mà vẫn còn hơn 100 máu là nó biết cỡ nào rồi đó. Thì hồi bữa giờ nha anh em ơi, mình vẫn đang săn combo lõi. Mà gần đến cuối mùa rồi nó vẫn chưa ra nên mà chính là khổng lồ hóa với là nhỏ mà có vỏ thôi. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời á, là nhỏ mà có vỏ ra trước. Tại vì nếu như anh em chưa biết á, thì nếu mà tính tổng rao từ đầu đến cuối game á, thì cái lượng máu mà hồi được nhỏ mà có vỏ nó sẽ gần như gấp đôi so với khổng lồ hóa thôi. Nhưng mà không sao nên mà cái nào ra trước, cái nào ra sau cũng được cả. Chỉ cần hai cái ra cùng lúc á thì cái máu của mình nó sẽ được hồi phải gọi là vãi cả chữ luôn á. Phích chủ thu 13, 14, 15 hoặc là lên tới 16 luôn là cực kỳ dễ nếu như mà anh em phích chuẩn. Nếu như mà anh em lấy được hai cái lõi này nè mà thua nguyên sàn liên tục luôn á thì mình chắc chắn rằng với anh em luôn á, chủ thu 12 vẫn cứ rất là đơn giản luôn. Còn 13, 14 hoặc là 15 á là phải tính toán từng ra với lại là cố gắng giết được nhiều con nhất bên team bạn là ok ha. Thì cái trận này mình đang có chủ thu là 6 trận nha. Cái hồi của mình nó cũng khá là bự rồi. Với cái form bài chính là Ngọ Binh với là sát thủ với tà lon Nocturne. Mình bọc ra cái hàng sau để mình giết mấy thằng giấy ở team bạn anh em mà. Carry thì cứ một sao và hai sao mà máu giấy lắm. Đó, giết The Raven nó là Lucian là đẹp nè. Một con hoặc là hai con thôi là quá đẹp rồi đây mà. Đầu game giờ nó nói chung là mình cũng có trận thua nguyên sàn nhưng mà cũng có trận thua một hai con anh em. Nên mình cũng đang khá là ổn nha. Đây thua 5 con rồi nè, sắp mặt chưa. Cái lỗi thứ hai cái gì đây anh em ơi, nhỏ mà có vỏ đi bli. Thua săn phải gọi là cực kỳ lâu luôn rồi á, từ đầu mùa 6 đến tận bây giờ luôn vẫn chưa ra. Mà thấy anh em cứ bót ở trên group á, anh em cứ bót liên tục rồi, anh em cứ bót liên tục luôn á. Ra đi mà bli. Ôi giời, đây rồi anh em ơi, nhỏ nhưng có vỏ liên thu của bạn được hồi 2 máu mỗi rau nha. Cái này mình bật mí nhỏ nhỏ đối với anh em luôn là mình đã từng săn được cái lõ này trước đây rồi nhưng mà đó chính là cái hũ cốt luôn ha. Tại vì mình fit gọi là hơi bị sâu quá, mình fit tới chuỗi thứ 16 luôn. Mình nói anh em không tin chứ mình có đăng ở trên group rồi đó anh em, mà group Biosagi của mình tạo á, mình để link dưới phần bình luận đó nha. Mình có đăng ở trên đó rồi nên mà mình lấy được cũng được tầm vài tuần trước đó, nhưng mà mình fit gọi là hơi thay quá hàng tí. Fit 16 trận và cái trận cuối cùng thì nó cho mình đi luôn. Nó cho mình bay luôn anh em. Trận sau nổ nha. Nhưng mà cái trận này thì mình nghĩ là mình sẽ rút kinh nghiệm. Hồi trước là mình chơi gọi là hơi bị khô máu quá, nên cái trận này mình sẽ chơi gọi là tiết chế là một chút nha. Giả bộ mình còn tầm mười mấy hoặc là gần 20 máu là mình sẽ cố gắng mình bỏ cái đồ hình mà mạnh tí vào để cho nó nổ nha. Chứ hồi trước là mình bỏ đồ hình nó yếu lắm mọi người à, mà vẫn thắng được. Vẫn thua được rất ít nha, nên được tới là tận là chủ thu 16 luôn. Cái này ghép đồ luôn đi. Mình mới chết qua 3 hoặc là 4 cái ông mà mình sắp gặp tới nơi á, thì toàn là độ hình mạnh cả, toàn là full 2 sao không mà. Còn mình thì khá là yếu luôn. Đây rồi anh em ơi, cái combo này mặc dù cho anh em có thua nguyên sàn luôn á, có thua nguyên sàn luôn nha, thì từ đầu đến cuối game vẫn được chủ thu 12, 13 hoặc là 14 rất là dễ luôn. Hồi nãy mình thua 5 con, giờ mình thua lại 6 con, thua tổng là 11 con ở trong 2 round. Cái Ngọ Binh này nếu như mà anh em có càng sớm thì nó càng lợi nha. Tại vì lúc đầu game là tướng nó trừ máu rất là ít. Với lại là lúc đầu game là con bét của địch đó nó sẽ không trừ máu nha. Còn tầm qua ra 3 chấm là nó sẽ bắt đầu tính máu của bét luôn ha. Cái này mình sẽ lấy những cái món đồ như là kiếm nè, gậy, cung, găng các kiểu để mình ghép đồ cho những con tướng mà vật lý nó nổ hũ dễ hơn rất là nhiều so với những con mà Ari, Renata hoặc là Victor. Mình sẽ nổ bằng những con như là CV nè, Ire hoặc là Jin The Raven các kiểu á. Nói chung là những con vật lý đó thì mình nghĩ là nó nổ là sẽ dễ hơn rất là nhiều á. Hồi trước là cái lõi nhỏ mà có vỏ này nè nó sẽ còn hồi máu được kể trong những cái rau quái nữa, nhưng mà nó phải gọi là quá là imba luôn, quá là mạnh luôn. Tại vì nó tính tổng máu mà thuộc ở trong rau quái như em ơi, thì một trận anh em phải hồi được tới gần là 60 máu lần, rất là nhiều luôn á. Riot bỏ cái hiệu ứng đó luôn rồi anh em, mà giờ chỉ có thể hồi máu được khi mà đánh BBB đánh với người á. Mọi người nào mà xin thay á, hãy đừng quên để là một like đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha. Động lực cực kỳ lớn luôn để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày. Thank you mọi người nhiều nha. Và cũng như là mình đã làm rất là nhiều ý tưởng
thử thách đồ dị luôn rồi đó. Anh em có thể lên kênh Biosagi của mình để tìm xem thêm, hoặc là lên YouTube search tên là Biosagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra nha. Thank you mọi người nhiều. Ôi xui chưa, găng 15 với lại là con Shizu kìa, còn tí máu không mở đây mà. Giáp lửa đang đốt nhưng mà mình chết bà nó rồi. Dưới được hai con đánh để đỡ được biết bao nhiêu ta. Ok, đang chủ thu là 9 trận và còn 55 máu, sang trận sau là còn 57 máu nha. Mình nếu mà tính toán không nhầm thì nếu như mà anh em có 100 máu bình thường thôi, mà cái lượng máu của anh em nếu mà đang fit chủ 8 đúng không, mà còn gần 50 máu á, chủ 8 á nha anh em ơi, thì sẽ hầu như là gần như là fit được cái chủ thu 12 đó. Mà cái này mình còn là 57 máu và còn là chủ 9 lần. Nên cái trận này ít nhất cái nha anh em ơi, nếu mà mình thua cả nguyên sàn luôn á thì ít nhất vẫn là chủ thu 13. Và nếu như mà mình fit chuẩn á là 14 hoặc là 15 là cực kỳ dễ nha. Còn fit gọi là chi ly 1-2 con á thì 16 là có thiệt luôn, nâng cấp win 2 luôn nha. Mấy con này mạnh quá, không biết sao cái trận này anh em đúng khát máu luôn á. Up cấp rồi roll tướng full 2 sao lép đồ liên tục luôn. Đội hình của mình phải gọi là yếu quá mất luôn á anh em, mà thua là thua nguyên sàn cơ mà, khổ thật sự á. Ê thua nha chứ đừng có thắng nha. Ê ê ê bậy nha bậy nha, thua đi thua đi thua đi. Ơ thua đẹp nè anh em ơi, chỗ thua đẹp luôn, thua đúng hai con, nice. Ok mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình chơi game nào, bình luận nào hoặc làm video á, hãy đừng quên bình luận góp ý ở phía dưới nha. Tại vì nhờ các em bình luận thì mình mới biết là mình sai ở chỗ nào, mình cần phải sửa ở chỗ nào để mình cố gắng mình phát triển mình hơn á. Thank you mọi người nha. 10 trận và còn 53 máu, đỡ đi mọi người. 10 trận và còn tận là 53 máu. Trận này lúc tầm giữa cái mình thua đầu máu quá anh em ơi, thua toàn 6 con 5 con 6 con 5 con cộng dồn lại thì máu nó trừ gọi là như tục quần luôn. Mình đang ghép vô cực với lại là diệt khổng lồ rồi nha. Thật sự là hai cái trang bị này là hai cái trang bị mà quốc dân rồi, con tướng mà carry nào mà bằng sát thương vật lý á, xài cũng được, kể cả con Lucian hoặc là con găng bà lăng nha. Mặc dù là Lucian nó cầm đồ phép nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà cầm đồ này Lucian bắn nó vẫn rất là lực hơ. Mà đồ này CV cầm cũng được nè, The Raven nè, Jin nè, Kai'Sa nè, Yeri nè. Đấy, vô cực quá là gì khổng lồ mà anh em ơi, thêm cái cuồng đao lên là chuẩn, hoặc là huyết kiếm cũng được. Rồi mình đang phân vân anh em, Illaoi hay sao mình sợ thắng quá à. Thì có chứ, tại vì có một ông kia đang rất là yếu luôn á, mình nâng Illaoi hay sao mình sợ thắng lắm. Tại vì đồ hình của mình nó đang là level 7 thôi, và mình cũng ghép đồ khá là nhiều rồi. Giết Lucian đi, giết Lucian đi, trời ơi đẹp luôn mọi người ơi. Ok thua 4 con, thua 4 con. Mình fit tới tầm cái lõi thứ 3 mà nó xuất hiện là mình nổ được thôi. Còn 1, 2, 3, còn 3 round nữa. 3 round và mình còn 42 máu. Được chứ nè mơ. Hoặc là mình fit qua round quá luôn cũng được, chỉ cần mình fit chuẩn thôi là ok hết. Và chắc chắn rồi mình sẽ nâng lên level 8 và mình sẽ roll tướng 4 vàng hoặc là 5 vàng level 8 mình nổ cho nó dễ. Ôi mấy ông này toàn tí nữa nha, mình chỉ cầu mong thôi lúc mà nổ hũ á. Anh em biết tại sao mà hồi bữa mình hũ cốp không? Hũ 16 mà là hũ cốp không? Tại vì gặp đúng ngay cái ông top cao, ông mạnh vá cái trưởng á. Nó sợ nâng găng mà lăng ha mình lại thắng quá mọi người ạ. Thôi bỏ đồ hình yếu yếu vào, thà là thua nha chứ đừng có thắng. Thua thì thua nhiều cũng được, nhưng mà thắng thì không có được đâu. Nên thà là để thua luôn. Đây ông này level 6 mà level 7 thấy không? Hồi nãy mà mình nâng găng bà lăng 2 á thì tỷ lệ mình thắng phải gọi là cực kỳ cao luôn mọi người ạ. Thiệt. Nãy chưa nâng găng bà lăng 2 mà thua có 4 con rồi nè. Ok. Rồi 33 máu. Fit chuẩn á thì được 3 trận, còn nếu mà fit ngu ngu á được 2 trận nha. Nếu mà trận này nếu mà muốn chơi gọi là an toàn á mọi người thì hũ 14 mình nổ đi ha. Chứ mà fit tới hũ 15 và chỉ cần sơ suất một tí thì hũ cốt luôn giống như hồi bữa. Rồi ốc 8 nào.
Nixon có đã. Ông này level 6, full 2 sao, vest full đồ, Bobby 3 sao. Ông này thì level 7, đội hình tiến công công nghệ. Ông top 1 này thì khỏi phải bàn rồi. Ba ông mình sắp gặp đều đang rất là mạnh nha. Và mình sẽ ghép đồ hoặc là bỏ tướng thêm vào dựa vào những cái ông này mà mình sắp gặp tiếp theo á. Mạnh á thì mình nâng cấp đội hình của mình siêu mạnh luôn. Còn yếu á thì mình bán bất tướng thôi, gì đâu mà. Ê chính mẹ bán không kiểm giác à. Ô ngon ngon anh em ơi. Ngon, gặp công này mạnh thì bỏ giáp vào cũng được. Sao hết. Ông này 7 con, giết được tầm 3 con, thu 4 con là đẹp. Trời ơi, thu 5 con rồi mọi người ơi. Đậu thế, 22 máu à. Thôi cố nút thêm chọn đi. Thêm chọn nó thêm. Hủ 14 mình nổi nha. Chứ hủ 15 đi là đi đó. Hủ 15 là hủ cốt đó. Là ván sâu nổ luôn nha, là ván sâu nổ luôn. Rồi từ Jerry, Galio, Thị Vàng. Cái đầu xanh nó mất con Jerry rồi à. Mình đang rất là cần. Thứ nhất là cung gỗ mà nó đang cầm nè. Và thứ hai là chính nó luôn. Cái đường Jerry đó là tuyệt vời anh em ơi. 5 vàng mà đồ chuẩn nữa. Mình giờ mình ghép cái cuồng đao luôn á. Với lại là mình cũng đang rất là cần cái cuồng đao luôn mình á. Nó là dính ngay cái con Jerry đó. Cầm cung gỗ nữa thì ai mà trẻ muốn lấy trời. Ok thêm nốt 1 trận đi nha anh em ơi. Thêm nốt 1 trận đi. Một trận đây là mình sẽ biết cái lỗi thứ ba của mình là cái lỗi gì luôn. Người ta chơi đầu game giờ là toàn muốn thắng rồi cái kiểu không à. Phải đánh đập cái kiểu mới tới được cái lỗi thứ ba này. Còn mình chỉ thua thôi á anh em ơi. Mình chỉ thua thôi á. Và tới gần gọi là hơn nửa ván đấu rồi. Sai. Mấy ông còn lại mà mình sắp gặp rất là mạnh đó. Mình bỏ hết tướng vào luôn đi. Mình roll trước nha. Mà không roll trước là tí nữa mình roll rất là lọn luôn á. Tay nó run quá anh em à. Sao không ra được cái con nào mà full. Ơ cái Vinh này ngon. Vinh này không chơi vi được anh em ơi. Sao không con này lên được 2 sao mà nó cứ lưng chừng khó chịu ta. Có tâm Ken luôn nè. Hãy cho ta một con tướng 4 vàng 2 sao đi Billy. The Raven, Ire hoặc là con nào cũng được. Nó cứ ra nửa thế này khó chịu nhờ. Ôi rồi anh em ơi, tiếp tế phước lành với lại là thử vận may à. Hồi chơi lớn luôn anh em à. Chơi là phải tới bến luôn. Siêu là phải siêu phẩm luôn chứ không có được siêu từ từ. 4 vàng 2 sao nào, what the fuck. Trời ơi, nó không ra cho mình tam kinh 2 luôn mọi người ơi. Úi xồ hôi. Ok. Ok nha, roll xui quá mà. Thiệt á, roll đúng xui luôn á. Rồi hôm nay mình nghĩ là nổ được á, tại vì hai con tướng 4 vàng 2 sao luôn mà. Ok lắp hết đồ luôn nha. Để chết không tiếc anh em mà. Lắp hết đồ để chết không tiếc. Ok win nè. Hồi nãy mình run quá mình bán luôn cái con win lộn con Miss Fortune với lại là con Illaoi mất tiêu rồi. Bây giờ nổ hũ xong thì muốn chơi 5 cầu binh sao chơi ta. Khó ta. Bán luôn con Illaoi với lại là con Miss Fortune rồi. Từ cái hũ này chỉ cần nó ra cho mình cái gì sần sòn tí thôi. Hủ 14 đó đây mà. Mấy cái gì sần sòn nữa. Con Leona này đang là Leona VIP nha. Mình muốn là con Draven VIP hơn. Một cái giáp lưới, một cái găng, một đống tiền, hai cái găng, ba cái găng, một cái giáp thiên nhiên, một đống tướng 4 vàng và một cái Nerco. Hủ 14 này hơi cùi ở đây mà. Mà được cái là nó cho mình
hình như là gần gần 80 vàng hay sao á, với lại là rất là nhiều trang bị nha. Và thêm cho mình là một đống mảnh trang bị nè, hai cái găng đạo tặc nè, một cái giáp thiên nhiên và một cái nơ cô, cũng ổn, khá là ổn á. Được, xài được, xài được. Từ cái này mình đang có tái chế à, nên mình sẽ không ghép full đồ đâu. Đã lấy vào luôn nha mọi người. Rồi à, đây còn vô một cái slot nè. Mình phải kiếm lại con Illaoi với lại là con Mid Fortune nên mà để chơi 5 ngộ binh hắc tiền hắc đồ cho nó sướng, cho chơi 3 ngộ binh mình không có quen. Mình không có quen chơi 3 ngộ binh nên em ơi. Ok. Tạm thời là cứ đồ hình như vậy đi. Mình lên vào chính rồi, mình sẽ roll từ từ và kiếm tướng 5 vàng 2 sao các kiểu hoặc là 4 vàng 2 sao mình thay từ từ vào sau. Cái lõi trận này ra khá là đẹp nè. Ước gì cái lõi thứ ba là cái lõi roll vượt cấp hoặc là thăng cấp nhanh hoặc là một cái linh hồn ở bên để đẹp hơn. Cái thử vòng may này mình xài để mình kiếm tướng mình nổ hũ luôn rồi, chứ mình không để giành được. Yeri à, bỏ vào kích luôn cái thanh lịch. Đây thiếu mít phò nữa mọi người, level 9 roll được con Illaoi. Hay đỉnh không? Thiếu mít phò rồi. Đã chơi là phải chơi 5 ngộ binh luôn. Đây có luôn rồi, ngon. Đỡ vãi à. Ok. Bỏ bớt một con win ra, hồi nãy bỏ hai con lận. Rồi, 5 ngộ binh mại đỉnh đến em à. Ngộ binh mại đỉnh thôi, ông này CV đồ khá là đẹp luôn á. Đồ chuẩn luôn á, full dam luôn. Mình cũng đã có một cái mẹo mà khi mà chơi Vinh á, thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rất là lâu rồi. Đó chính là cái đồ mà tái chế ghép á, thì anh em nên để đó chính là một cái cung gỗ nha. Tại vì cung gỗ mà nó ra đùm đồ cho Vinh nó là auto ra đồ ngon luôn. Trừ cái thông đạo thôi. Ngộ thông đạo ra là đồ nào cho Vinh cầm cung gỗ cũng ngon hết cả. Đây, hình là quá đẹp rồi. Thế nữa mình thay con Draven này, thay tài lo các kiểu á, bằng tướng 5 vàng hết. Đồ này cho Yuri cầm cũng đẹp nè, hoặc là cho con cái xe cầm cũng được. Thích thì bỏ hàng dinh vào chơi luôn. Cái xe này mọi người, tam ken 2, ok. Còn cái JC nè. Yuri random ra đồ, tạm được. Ok, mình đã tận dụng hết hết cái lượng trang bị mà mình có rồi á. Có gì mình xài đó luôn á. Còn một cái nơ cô là mình chưa xài đấy á. Lại là CV carry à. Lại CV carry nhiều ha. Rồi, mình đang là 10 slot mà. Cái này là lấy thịt đè người rồi. Người ta level 8, level 7, còn mình level 10. Thì đỡ đi. Đi chợ cái gì đây? Ô cái xe cầm cuồng đao quá đẹp. Mình hiện tại là mình đang lên máu là từ từ nha nè mơ. Hồi nãy là mình còn mười mấy máu à. Giờ mình đang lên là 18 máu rồi nè. Quay ra sau là lên được 20 máu á. Giờ thua một trận là vẫn còn sống nha. Giờ mình thua một trận là mình vẫn còn sống được nè. Nên cứ bình tĩnh thôi. Chứ cái chừng nào mà em chơi ngộ binh mà không có lõi nhỏ mà có vỏ mà nổ hũ xong á, thì em chỉ cần sao một ly điền dặm luôn. Còn mình thì đang nó hồi máu lại từ từ rồi. Cái cách tam ken đấy, 5 ngộ binh mã đến đến em ơi. Ít nhất một chọn thì mọi người sẽ được thêm 5 vàng đến 8 vàng á. Mình đang muốn roll nốt những con này lên được full 2 sao luôn á, để chắc chắn không thua. Vinh dây si cái kiểu này roll mã nó không lên cây sai nó nè, mà toàn đôi không à. Này đánh bài chắc ăn trắng luôn á. Mình đang không nuôi tam ken nha, không có kinh phí đâu mà nuôi, hết tiền rồi. Đang 4 con tam ken nè, trận này có tỷ lệ là được tam ken 3 khá là cao á. Ủi vết hai giáp máu à, hơn là cái gì khổng lồ đó. Thôi là bắn cũng hơi mệt nghỉ. Ê, giống thua quá vậy ta. Ôi thua thiệt mọi người à. Ui thua thiệt nè. Ui dồi ôi, 4 máu. Thở oxy luôn. Thở không đều luôn mọi người à. Thở oxy thì cái chưa, what the fuck. Đội hình của mình gì mà vẫn thua à.
À, thua thiệt anh em à, tại vì Vinh của mình Jerry, Kaiser, JC chưa có nào lên được 2 sao hết. Đam đang rất là thiếu luôn. Có mỗi The Raven thôi mà không phải là The Raven VIP nữa. Trời ơi, nó quất một phát, mình muốn nhập viện luôn, thở oxy thiệt cơ. Phải chữa là nổ hũ xong 14 vẫn thua được. Đồ nhích đồ này là ảo ơi. Hơi là cái trận này là có nhỏ mà có vỏ ở nhà chứ. Tôi là đi rồi, còn đúng 4 máu à, thua chỉ cần thêm một con thôi để mình là đi rồi đó, là đi luôn rồi đó. Ok, mấy ông này thì yếu. Như hồi nãy mình thua là do Vinh nó nhảy thẳng vào tay bàn á, nó chết luôn, nên nó hết đam. Đồ ra bên này thì quăng yếu quá, nên bán nó mình thay tướng nó nên mà. Ok, rồi nốt anh em ơi, thôi là thua nữa bây giờ. Roll nào, giờ không được tiếc tiền nữa, Giờ roll Vinh 2 nè, Kai'Sa nè, JC nè, rồi bỏ The Raven nè, Tam Ken 5 con, JC 2 nè. Còn nha, Vinh 2 luôn anh em ơi, đẹp. Zuko hả, Galio hả, chứ không cần đâu. Đây rồi, Kai'Sa 2, có 2 Zuko luôn nè, bán đi. Rồi cho thằng này cúp nè, Kai'Sa lên nè, JC lên nè, ok. Mình thì trận này thì khá là ít tiền ở đây mà, nên mình sẽ nuôi ít tướng 5 vàng lại nha. Mình nuôi những con này mà mình đang chơi thôi, chứ nuôi nhiều quá cũng đâu có tiền mua tướng đâu. Anh top 1 mạnh quá. Ok, đội hình này mà còn thua được nữa thì thôi mình chịu nha, 10 slot và gần như là full tướng 5 vàng 2 sao luôn rồi đó. Cái xa. Ô, Tam Ken nè. Ngon thế. Hai con Tam Ken nữa thôi là mình sẽ có Tam Ken 3. mình vẫn chưa có tướng để mình thay đồ con The Raven này nha. Giờ bán nó thì mình không biết cho con nào mang đồ này cả, nên cứ để nó chơi thôi, mặc dù là nó khá là yếu á, mà cũng là tướng 4 vàng 2 sao mà mọi người. Đây, gặp lại cái ông này, giờ nó lại khác rồi, không phải là build của ngày hôm qua đó rồi mọi người, à là build của ngày hôm nay rồi, khác rồi, gọi là không còn yếu như xưa nữa. Tự nhiên chơi JC nó cầm cái gậy, cái nó ra cái găng không biết ghép đồ sao luôn. JC nè. Ok, xa nè mọi người. Ok. Cho Vinh nó cầm đồ này luôn, cái gì nữa. Ok đấy. Cho Vinh cầm luôn đi. Hai cái gì? Alo, hai cái Solari cũng được phết nhờ, giáp nhiều vải trưởng luôn. Hôm nay hai ống tiến công. Cũng mạnh, một phát đi luôn mà. Chất đồ này mạnh phết đó. Ấy Tam Ken kìa. Một con nữa nè, một con là đủ nè, Tam Ken 3 thì bạn thắng hộ mình cái luôn. Đội hình dắt vàng à, ok. Bạn dắt vàng như đội hình đúng không? Mình chỉ cần dắt vàng một con thôi là đủ rồi. Mình chỉ cần là một con thôi bạn A. Rồi nốt luôn á. Trời ơi, dễ chưa? Dễ chưa, mặc dù là không có đồ quá đẹp cho con Tam Ken này, nhưng mà chỉ cần là Tam Ken thôi nè mà. Chỉ còn là Tam Ken 3 thôi thì nè, cho nuốt máu nè. Đấy, 3x4 máu thì đánh sáng mai. 3x4 máu là bằng mấy cái giáp máu luôn á đây mà. Một cái giáp máu mình nhớ không nhầm thì chỉ cộng có 800 máu hay là 1000 máu thôi á. Mà cái này nuốt con tướng 1 vàng 2 sao thôi mà cộng 3,5 máu rồi. Bằng mấy cái giáp máu luôn. Cái bị ghê luôn rồi, căng nhò. Rồi.
bản giác vàng với chúng tôi à. Trời ơi. Ơ, hình như cái ông boss, cái ông đó bỏ cốc kia ra chấp mình nữa. Mình có nhìn nhầm gì ta? Ông đó bỏ cốc kia 3 sao ra 3 đùa chấp mình nữa anh em ơi. Ông chấp mình. Mấy cái này hơi ảo á. Ông chấp cái đồ hình cái tâm kinh 3, what the fuck, không cho ăn được. Kỳ lạ ghê. Ông chấp cái đồ hình cái tâm kinh 3 à mọi người. Mấy nó ảo thiệt chứ. Không hiểu luôn. Đây mình chấp lại nha. Có qua có làm mới tỏ lòng nhau chứ. Ông bỏ có kỳ rồi chấp mình. Không hiểu luôn. Đây giờ ông mới bỏ vào lại hay sao nè. Đây tâm kinh mà có cái đồ hồi phục thôi thì con tem nó khá là dễ. Mình thường ghép cho tâm kênh đó là một cái kiếm súng hoặc là một cái bàn tay công lý á, hoặc là đi chung với những cái lõi mà nó có hồi phục như là phước lành vũ trụ ở đây mọi thì rất là ngon ha. Lại chấm hỏi rồi. Mình cứ mua máu cho nuốt thôi. Với lại là mình đang roll thử có lên được Kai'Sa 3 không nè. Còn tận 3 Kai'Sa nữa nè mà. Nên mình nghĩ là khá là khó lên đó. Tổng 3 cây sai luôn, mình nghĩ là khá là khó lên á. Nếu mà cái này rất rất nơ cô thì lên được nè. Ok, không rất nơ cô rồi. Mình cứ mua tướng đấu sĩ mình cho nó nuốt máu ra đủ rồi. Cho gắt tay nè, cho nó nuốt luôn đi. Rồi, 8k máu. Cây sai có không? Có là mình nuôi luôn. Ok, không có rồi mọi người ơi. Ô cái xe. Cái này thì chịu rồi. Cái này thì chịu rồi. Đấy, bạn giết hộ tam cây này của mình cái. Sao mà giết được. Nút bluetooth luôn à. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha và tạm biệt em. Hẹn lần sau hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.